Con chào mọi người, con chào các bạn nào. Chào các bạn. Thế hôm nay hai bố con mình sẽ làm một trò gì nhỉ? Chơi một trò gì? Hai bố con mình sẽ đi tìm khủng long nhá. Thế thì con đi dép vào đi. Đi dép vào. Con đi dép vào đi, nhanh. Đây, bố nhìn thấy cái gì này? Ừ đúng, cầm đi con. Rồi, nhặt bố cầm hộ nhá. À, lại để bạn ở đây á. Rồi, hai bố con mình đi tìm tiếp nhá. Ừ, nào, bố cầm cho. Xem nào. Ừ, con cầm, thế đi. Nó ở chỗ nào? Đâu đi ra lấy, đi vào đường này. Đúng rồi. Chậm thôi. Nào, bước lên, rồi. Để bố hỗ trợ. À, rồi, một tay. Đây đi dép ạ. Đâu, khủng long đâu? Đây à? Hai bạn. Đây, của con đây. Hai bạn chơi rồi. Rồi, nghe được hai bạn rồi. Đi tìm tiếp nhá. Đâu nhỉ? Ô, bạn nữa này. Ô, bạn này đang ăn cái gì đây? Bạn này đang ăn quả gì đây con? Đang ăn quả gì? Cô cầm đỡ cho con nhá. Ôi, đi. Đi đây, đi tìm một thằng này xem còn bạn nào không? Được ba bạn rồi đúng không? Còn ba. Đi đây, đây xuống đây. Bố cầm bớt cho em. Nào. Rồi, đi. Em... chậm thôi. Ơ, à, cái gì kia? Cái gì kia? Nhìn thấy gì chưa? Kia đúng không? Đây, đúng không? Bạn cá sấu. Đúng không? Ô, tao nhìn kìa. Lấy bạn ấy lên xuống nhá. Sao bạn ấy trèo lên cây được nhỉ? Sao bạn ấy trèo lên cây được cao thế nhỉ? Là bố cầm cho em bạn này, xong em trèo lên em lấy bạn kia xuống. Cẩn thận, đây trèo lên đây, trèo lên đây, trèo lên đây. Đúng rồi. Cẩn thận, rồi. Nào. Đã được bạn này rồi. Ừ. À, bố cầm hộ à? Bạn Sóc ơi. Đâu nhỉ? Wow, bạn Sóc tinh thế. Quá con khủng long. Ừ. Ô. Ấy, có hai bạn đang đứng kìa. Con nhặt cả hai bạn ra đi. Hai bạn đang làm gì trong này ý nhỉ? Nhặt sữa vào. À, hai bạn. Nào, em nhặt hai bạn ra đi. Em nhặt hai bạn ra. Xong ta lại đi tìm tiếp. Rồi. Thêm hai bạn nữa rồi. Đâu, đưa cho bố. Đưa cho bố nào. Đây, để đây bố cầm cho. Wow, được nhiều khủng long thế nhỉ? Đâu nhỉ? Khủng long nữa đâu nhỉ? Đúng không? Đậy vào. Đậy vào á? Ô, nó bị lẫn vào màu của cây cỏ đấy. Đúng không nhỉ? Wow, bạn Sóc giỏi thế nhỉ? Thế mà bạn Sóc vẫn nhìn thấy. Ôi dồi ôi, bố đầy hết tay rồi. Đây.
Đây. Đây. Hả? Ê trời ơi, cái tay bạn chắc là gì đấy? Ngứa à, bị muỗi đốt à? Xe quần đấy, đúng rồi, lấy nó ra đây. Đủ chưa nhỉ? Đủ chưa nhỉ? Nhiều khủng long thế nhỉ? Con nhặt lốt con này ra đây con. Nhặt lốt con này ra đây xong hai bố con mới đi kiểm tra xem được bao nhiêu con nhá. Ừ, ra ra đây. Ok, rồi, được rồi. Yeah. Ôi, rơi rồi, con nhặt lên đây cho bố. Ơ, lại rơi rồi. Ơ, lại rơi rồi. Ôi, con nhặt lốt con này con cầm đi cho bố. Đi, hai bố con mình ra đây kiểm tra xem có bao nhiêu bạn khủng long đi. Con cầm hộ đâu ạ? Ừ, con cầm hộ bố nhé. Đi, bây giờ hai bố con mình ra đây kiểm tra xem là có bao nhiêu bạn khủng long nhé. Nhiều thế nhở? Đây. Đây, hai bố con mình ngồi đây thôi. À, wow, nhiều khủng long thế nhở? Bây giờ hai bố con mình phân biệt khủng long nhá. Xem khủng long nào là khủng long ăn cỏ, khủng long nào là khủng long ăn thịt nhá. Nào, bạn Sóc để dép đây và để dép vào đây. Đúng rồi, bạn Sóc ngồi vào. Ngồi vào dép. Xong rồi để bố phân biệt cho bạn Sóc biết nhá. Wow, nhiều khủng long thế nhở? Đây. Đây là con khủng long. Khủng long gì? Đây cũng đúng rồi, không phải khủng long. Con này là con tắc kè. Đúng rồi. Không phải. À đúng rồi, không phải khủng long. Bố nhầm. Không phải khủng long. Hai con đấy là con gì? Con gì? Nào bạn Sóc thử phân biệt cho bố hai con đấy là con gì nào. Con cá sấu và con tắc kè. Không phải khủng long đúng không? Bạn Sóc nhặt, bạn Sóc nhặt cho bố những khủng long, bạn khủng long nào có răng to nào? Bạn nào có răng to con? Đúng rồi, con để ra một bên đi, con để bạn răng to ra một bên. Xong bạn nào răng to nữa? Đâu bạn, con nhìn xem bạn nào răng to nữa. Đúng rồi, con này răng to. Còn bạn nào nữa nhỉ? Bạn nào răng to nữa? Con nhìn xem bạn nào răng to nữa nào. Đâu? Có hai bạn răng to rồi á. Bố thấy ở đây nhiều mà. Bạn này không đứng được á? Con đặt bạn xem có đứng được không? Đứng được bố. Ờ đứng được. Thế con tìm bạn răng to nữa cho bố xem nào. Đây. Đâu? Đây. Đúng rồi, có bạn răng to nữa là ba bạn răng to đúng không? Bạn nào nữa? Bạn. Bạn này không phải rồi. Bạn này là bạn ăn cọ. Đấy mới là bạn răng to. Rồi, đúng rồi. Ở đây còn có 4 bạn này là 4 bạn ăn cỏ thôi. Còn đây là có 4 bạn ăn thịt. Bạn này răng to lắm. Con xếp 4 bạn răng to ra đây. Con xếp 4 bạn răng to, phân biệt 4 bạn răng to nhá. Đó. Đúng không? Thế hôm nay bố con mình chơi như này thôi nhá. Xong mà ngày mai bố cho bạn Sóc đi chơi tiếp nhá. Được không? Hôm nay bố đã lẫn hai con, lẫn hai bạn tắc kè này, một bạn tắc kè và một bạn cá sấu. Bạn Sóc đã phân biệt được. Là bố nhầm đúng không? Đúng không? Bạn Sóc chào mọi người nào. Nào. Chào mọi người. Con nhìn đây mà. Để đây. Để đâu rồi đây. Khủng long cho em chơi á. Hehehe